Kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, Công an thành phố Lào Cai, mà nòng cốt là lực lượng cảnh sát giao thông, đã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp hiệp đồng các lực lượng để nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn. Xác định công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong cao điểm này là nhiệm vụ trọng tâm, đội cảnh sát giao thông Công an thành phố Lào Cai đã tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Thực hiện kế hoạch đợt này thì đảm bảo trật tự an toàn giao thông ra thì lực lượng cảnh sát giao thông còn đảm bảo một cái nhiệm vụ nữa, đó là đấu tranh phòng chống tội phạm đường phố trên các tuyến giao thông. Và trong ngày đầu ra quân thì lực lượng cảnh sát giao thông chúng tôi cũng đã tiến hành tổ chức các hoạt động như tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến đường trọng điểm, đặc biệt là đối với khu du lịch dẫn đến khu du lịch Sapa cũng như khu vực Tâm Linh, Đền Thượng và Đền Đôi Cô trên địa bàn. Tại các điểm phức tạp về giao thông, an ninh trật tự, các tổ công tác cũng đẩy mạnh tuyên truyền, kết hợp các biện pháp nghiệp vụ về đảm bảo giao thông và phòng ngừa đấu tranh trấn áp tội phạm, nhất là các nhóm tội phạm có nguy cơ gia tăng trong dịp nghỉ lễ như tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép. Tham gia phối hợp với lực lượng giao thông đảm bảo an ninh trật tự cũng như an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Lào Cai và một số cái điểm mà thường xuyên có ùn tắc hoặc gây tai nạn. Và ngoài ra thì cũng tăng cường phối hợp tuần tra 24/24 và làm việc xuyên đêm, các ca là khép kín. Chỉ tính từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 4, Công an thành phố Lào Cai đã huy động 358 lượt cán bộ chiến sĩ, thành lập 26 tổ tuần tra kiểm soát, lập biên bản vi phạm hành chính 75 trường hợp với các lỗi vi phạm nồng độ cồn, độ pô, thay đổi kết cấu phương tiện, dừng đỗ xe trái quy định và các vi phạm khác, tạm giữ 15 xe các loại, phạt tiền 96 triệu đồng. Trong ngày đầu nghỉ lễ, giao thông trên địa bàn thành phố diễn ra an toàn, an ninh trật tự đảm bảo. Công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông sẽ được đơn vị tiếp tục duy trì trong thời gian tới.